Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với sóng âm thanh và xin chúc tất cả mọi người một ngày mới làm việc thật nhiều niềm vui và nhiều năng lượng. Bách ơi, đam gì đấy? Em xem cái con mic đi mày. Cứ hí hoáy cái làm gì đấy? Con mic. Thế sao hôm qua đi đeo mắt thâm đấy? Em đi tận gái anh ạ. Người để che chở. Ôi mày cũng kiếm người để chở che chở à? Đấy, nhìn người gầy tết này thì chở che được ai? Ăn nhiều lên cho nó béo nhá. Đấy. Các bác xem trong cuộc sống luôn luôn chúng ta phải đôi khi trong cuộc sống chúng ta phải tìm kiếm những cái người để chúng ta chở che chở, đặc biệt là những bác nào là đã có vợ rồi thì các bác hiểu đúng không ạ? Đấy trong cuộc sống thôi, còn với trong âm thanh thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác một thiết bị mà chuyên chở che chở cho những thiết bị khác trong bộ dàn. Một thiết bị phải nói là nó rất là cơ bắp, nó rất là gì đó, rất là như là một cái áo giáp cho bộ dàn vậy. Một dòng quản lý nguồn. Hôm nay thì sẽ đến với một dòng quản lý nguồn của DB Aquatic có mã là DB P102. Đây được ví như một thiết bị là một bộ giáp bảo vệ cho bộ dàn rất là tuyệt vời. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem thì cái dòng quản lý nguồn này nó có những cái điểm gì đặc biệt và nổi bật. Ok, và bây giờ thì sẽ mở hộp, bóc hộp và review đến các bác cận cảnh cái dòng quản lý nguồn này. Bách ơi, hộ anh một tay mở cho anh cái hộp quản lý nguồn này ra với. Đây là một model quản lý nguồn rất cao cấp của DB Aquatic và nó có rất nhiều tính năng hay. Tí nữa thôi thì em sẽ nói hết cho các bác về những tính năng của dòng này. Đấy, nhìn rất là đẹp mắt. Đầu tiên thì là, đây, để em quay cận cảnh các bác xem nhá. Đấy, từ từ thôi em ơi. Mở từ từ thôi, nâng niu bàn chân Việt. Ok, mở ra đi. Với dòng này thì đây là một bản nâng cấp của dòng P102. Đây là series New 2020 nhá. Bởi nhanh này em. Làm chậm chạp thế nhỉ? Đọc đầu quá, đọc cứ như quá. Lần đầu ấy nhỉ. Và hiện tại thì quản lý nguồn là một thiết bị mà không còn quá xa lạ với chúng ta nữa rồi đúng không ạ? Thậm chí là hiện tại nó là một thiết bị khá là phổ thông trong mỗi gia đình luôn. Và nhiều bác hiện tại thì em thấy vẫn đang là hơi bị lầm lẫn giữa là cái con Liwa quản lý nguồn. Liwa thì có tác dụng là ổn định điện áp, còn với dòng quản lý nguồn này thì tác dụng chính của nó là bật tắt đúng thứ tự thiết bị ở đầu tiên. Cái thứ hai là với những cái dòng quản lý nguồn cao cấp như dòng này thì nó có thêm nhiều tính năng nữa như hiển thị ngày giờ, hiển thị số vôn, đặc biệt là một tính năng nữa mà em rất thích nhá, là tính năng Protect, tức là nó giới hạn được điện áp cao và điện áp thấp. Đây là cái tính năng ăn tiền của dòng này. Và với cái dòng P102 Pro này thì với thiết kế nó rất là đẹp mắt, được dập bằng nhôm nguyên khối, mặt nhôm nguyên khối được khắc CNC rất là đẹp mắt, và ở giữa này là một cái mặt mica có thể là soi gương luôn đấy ạ. Và hơn nữa thì đây là cái bản nâng cấp của dòng P102 Pro bản 2019. Thì với bản 2020 này được tích hợp sẵn là công tắc bật tắt được từng kênh ở ngoài mặt này luôn. Các bác có thể là dễ dàng điều chỉnh hơn mà không phải là xoay nút như ở trước nữa. Và với dòng này thì nó cũng đa phần giống những cái dòng khác là nó sẽ có 8 cục cắm điện đằng sau và 2 ổ điện trực tiếp ở đằng trước, và mời các bác xem tổng quan về sản phẩm. Và với dòng này thì bác phải xem là cái dây này, ổ cắm này là cái ổ loại mà dây chịu tải rất là lớn nhá. Và bây giờ thì em sẽ mở ruột ra để xem là cái chất lượng bên trong của dòng máy như thế nào, đúng không ạ? Và với dòng này thì là một dòng quản lý nguồn rất cao cấp và đứng top tại thị trường vì nó có một cái rất hay, đó là bộ lọc nguồn. Bộ lọc nguồn thì giúp cho cái tín hiệu của bác luôn ổn định và quanh nhá, tránh sôi nhiễu. Đấy. Em hy sinh mấy cái tem để tháo luôn để xem là bên trong như thế nào, hay là chỉ được mỗi cái mã bên ngoài, đúng không ạ? Cái dòng này là một cái dòng quản lý nguồn rất cao cấp vì nó có lọc nguồn. Và như nhà hãng của nó thì là dòng này sử dụng lọc nguồn của Mexico.
Nhưng mà em cũng chưa bóc ra, em chưa tin, em phải bóc ra mới tin được. Thật ra thì như em thì là em chỉ quan tâm đến cái chất lượng sản phẩm thôi, tức là cái ruột bên trong thôi, chứ còn mà cái tem của tem hay là cái gì đấy nó bên ngoài nó hào nhoáng em không quan tâm. Em quan tâm là cái chất lượng ở bên trong, nên là khi nào mà hàng về từ cái quản lý nguồn, từ cái loa, từ cái vang em đều xem ruột hết. Đấy. Ông không thể nói hay mà bên trong ruột ông làm trắng được đúng không ạ? Ok, bây giờ thì sẽ để các bác xem. Ui rồi ôi. Ui rồi. Như bánh đúc luôn. Phải nói là nếu như bác nào mà là thợ điện tử thì nhìn vào đây rất là thích đúng không ạ? Và với cái dòng quản lý nguồn này thì nó sử dụng những ổ cắm chịu tải rất là cao và rất là tốt này. Những cái dơ le này cũng rất là chất lượng này. Và với đây là một dòng quản lý nguồn số nên nó sử dụng những con chip ở đây để điều khiển. Và một cái điểm nữa mà làm nên cái tên tuổi, làm nên cái thương hiệu của dòng quản lý nguồn này, đó chính là cái lọc nguồn. Đấy. Trên thị trường thì rất ít những cái dòng quản lý nguồn có lọc nguồn này. Và bác phải xem này, anh zoom lại gần này. Made in Mexico. Nó sử dụng lọc nguồn của Mexico các bác nhé. Và em cam kết đây là hàng chính hãng, chứ không phải là in bừa vào đây là made in Mexico hay là made in Đức hay made in Pháp cả. Đây là lọc nguồn của Mexico. Đấy, tất cả những cái linh kiện đều làm rất là chắc chắn, cẩn thận và đẹp mắt, chất lượng rất là cao. Đấy, chỉ nhìn qua ruột này thôi thì các bác sẽ biết được luôn là cái chất lượng của dòng này như thế nào, đúng không ạ? Có lọc nguồn này thì cái chất lượng nhạc của bác ra sẽ sạch hơn, đấy, đỡ bị sôi ù hơn. Đấy. Nên các bác, tất cả những sản phẩm mà bên em đã lấy về để cung cấp đến các bác thì em đều phải xem ruột và đánh giá xem là cái chất lượng như thế nào, chứ không phải là cứ lấy về quảng cáo bừa đến các bác được. Đấy. Ok, bây giờ thì sẽ thử luôn và test đến các bác cái những cái tính năng của cái dòng quản lý nguồn này. Ok, sẽ test cái tính năng tự động của nó. Một này, các bác xem này, bật tắt đúng thứ tự. Đây gọi là con auto các bác nhé. Quản lý nguồn hay là auto đều được. Đấy, các bác xem này. Với dòng này thì cái ưu điểm của nó là gì ạ? Nó hiển thị được ngày giờ, thời gian, hiển thị được số vôn. Và với cái dòng 102 Pro này thì là bản new 2020 nên nó có thêm tính năng là bật tắt được bằng tay ở đây. Đấy, từng kênh một. Các bác xem đi ạ. Kênh 5 này, kênh 7 này, kênh dưới này. Rất là hay. Ngày xưa thì nếu như muốn bật tắt thì các bác phải dùng cái control này để bật tắt, nhưng mà với dòng quản lý nguồn mới này thì chúng ta có thể là bật tắt trực tiếp được ở trên cái phím mềm này, rất là tiện lợi, tiện dụng, dễ dùng đúng không ạ? Đó là đầu tiên. Cái thứ hai ở đây là với cái dòng này nó sẽ có 8 chế độ, 8 mode để các bác có thể là gọi. Đấy. Gọi 8 mode. Đấy, quản lý nguồn lại có cả 8 chế độ như là vang số ấy. Vang số nhiều dòng chỉ có 4 chế độ thôi, nhưng mà dòng này có đến 8 chế độ, rất là hiện đại đúng không ạ? Tiếp theo, chưa hết đâu ạ. Một tính năng nữa mà đây là tính năng ăn tiền của dòng này, đó chính là cái tính năng Protect, tức là tính năng bảo vệ, giới hạn điện áp cao và thấp. Khi các bác tích vào on ở đây các bác nhé, thì nó sẽ khởi động cái tính năng này là Protect. Đấy, on này, hoặc off, thì tùy các bác. Thường thường là để on các bác nhé. Ở dưới này thì nó sẽ giới hạn điện áp cao là 240V. Ở đây là cái thông số này là em đã cài rồi các bác nhé. Ví dụ ở đây em cho cao quá là đến 240V thì cái dòng quản lý nguồn này nó sẽ tự tắt, hoặc thấp quá dưới 190 nó cũng sẽ tự tắt. Đấy. Thì nó sẽ bảo vệ rất là tốt cho bộ dàn. Vì thường thường mà điện áp mà cao quá 240 hoặc thấp quá dưới 190 thì sẽ làm xấu tiếng rồi. Đó. Và một cái nữa là tính năng hẹn giờ bật tắt của dòng này. Rất là nhiều tính năng trong một chiếc quản lý nguồn rất là cao cấp. À vâng, nói chung là đây là một dòng quản lý nguồn cao cấp với linh kiện tốt và đặc biệt nó sử dụng lọc nguồn của Mexico các bác nhá. Nên bác nào dùng dòng này thì yên tâm là cái chất nhạc ra sẽ rất là sạch hơn là những cái dòng quản lý nguồn hoặc là chúng ta cắm ổ điện bình thường. Vâng, và dòng quản lý nguồn này thì đang có giá là 2.650.000, sản phẩm được bảo hành chính hãng 1 năm tại 6 âm thanh. Và nếu như các bác quan tâm về dòng sản phẩm này thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại là 0393551224 để được hỗ trợ tư vấn. Nếu như chúng ta có đánh giá gì về dòng quản lý nguồn này thì các bác hãy để lại một bình luận ở phía dưới nhé. Các bác cũng đừng quên là like và đăng ký kênh của 6 âm thanh. Và bây giờ thì xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.